ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Suốt đời vì còn gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha hỡi cha già dấu yêu, và con nhớ mãi những ngày tháng qua. Kỷ niệm năm nào có phai trong lòng, nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường xa lạnh, và cha nằm ôm con sưởi ấm những cành già, và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ, hãy nhớ lời cha sống cho nên người, và con ơi chớ bao giờ dối gian. Nghèo thì cho sách, rách sao cho những lời của cha năm xưa, con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu nằm ôm con sưởi ấm những cành già, nhẹ nhàng ôm con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ, hãy nhớ lời cha sống cho nên người, và con ơi chớ bao giờ dối gian. Nghèo thì cho sách, sách sao cho thơ, những lời của cha năm xưa, con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu, những lời của cha năm xưa, con nguyện ghi sâu trong tim. Cha hỡi cha già dấu yêu, những lời của cha năm xưa, con nguyện ghi sâu trong tim. Cha hỡi cha.
Yeah.
công đức này hướng về công đức ca đề từ ba chúng sanh. Quyến thuộc chúng đăng
cần chỉ kim ngân hương hoa trai soạn chỉ nghi cung tiện vô cùng vị thiên cô kiện điện chỉ quang thương linh cổ Phật từ thọ tam quy ngục giới trong lưu quần nguyện tiễn dự pháp danh dùng phước chánh hồn chiến linh nguyện mạng sanh quỷ bảo nén hướng chưa ngủ Phật cục tế đại hạng vô tân số niên Phật dì nguyện Phật tử nhật lương thời mạng thể lắm chung chi linh à cùng âm dương kiểm phù màu ân ngương diên kiện thiên công ha các đoàn phù quy cường nam ca mộng bù tâm ta thể sư lý tâm bi triệu tương một tư hiệu sự mạc tiền ư ca tạng thiên cương địa cù bách soạn hiệu môn phụ phục ân ai đinh trận cổ minh la linh cụ tương di ư phước trung tu chỉ điệp gia hộ điệp tiền âm dương sự già điệp linh thâu chấp huệ thứ tân số niên lạc huệ phật lục nhật thời Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn kia lễ thiền điện di quang thay mặt chúng gia quý thì đọc lời cảm tạ A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị lãnh đạo đảng, chính quyền và các ban ngành đoàn thể địa phương, kính thưa các ông, các bà, các bác, anh chị trong dòng tộc, gia đình, nội ngoại, kính thưa quý ông, quý bà, quý cô bác anh chị cùng bà con khối xóm, các gia đình thân gia, bạn bè thân hữu, thân bằng quyến thuộc, kính thưa quý vị đại biểu đại diện các cơ quan, đơn vị của các cháu. Kính thưa các quý thầy, quý Phật tử, quý vị đồng hương, thưa toàn thể tam quyến, em ruột của tôi, Nguyễn Kiến Dự đã ra đi trong niềm tiếc thương vô hạn của gia đình, bà con khối xóm và mọi người chúng ta vào lúc 6:30. Ngày 16 tháng 1 năm 2022 nhằm ngày 14 tháng Chạp năm Tân Sửu. Hôm nay trong thời khắc vô cùng xúc động này, chúng ta họp mặt tại đây để chia buồn cùng tang quyến và tiễn đưa em ruột tôi Nguyễn Tiến Dự về nơi chín suối.
thay mặt gia đình, tôi xin được bày tỏ lời cảm ơn chân thành và lòng biết ơn sâu sắc đến ban lãnh đạo đảng, chính quyền cùng các cơ quan, ban ngành đoàn thể, các gia đình thân gia và bà con khối xóm, bạn bè, người thân. Xin cảm ơn các thầy cùng quý vị Phật tử, hội đồng hương. Trong thời gian qua, trong khi em tôi lâm bệnh trọng, đã đến thăm, động viên, thăm hỏi, giúp đỡ gia đình kịp thời và vô cùng quý báu. Lúc em tôi qua đời, đã đến chia buồn, gửi lời chia buồn, gửi vòng hoa viếng và góp mặt trong buổi tiễn đưa hôm nay đầy xúc động. Mọi người đã rất thương em, nhớ em, hãy yên nghỉ em nhé. Kính thưa toàn thể tăng quyến cùng toàn thể quý vị, trong lúc tan ra bối rối, có điều gì sơ sót, gia đình xin được thể tình thông cảm. Gia đình xin cảm ơn dịch vụ Minh Sơn cùng dịch vụ nhiếp ảnh đã giúp đỡ gia đình thực hiện nghi lễ. Trong tang lễ, kính thưa toàn thể tăng quyến cùng toàn thể quý vị, sau khi tiễn đưa em tôi Nguyễn Tiến Dũng đến nơi an nghỉ xong rồi, gia đình xin kính mời toàn thể quý vị sẽ trở lại gia đình dùng bữa cơm trưa để gia đình được nói lời tri ân và cảm tạ. Xin trân trọng cảm ơn. A Di Đà Phật, vừa rồi là lời cảm tạ của gia quyến được khi ông công vào thiền điện Di Quan. Xin cho ba hồn chia trống để ông công thiền điện. A Di Đà Phật.
Nam mô Thiện Nhân Đạo Sư A Di Đà Phật. Hồi hương linh nguyện thiện như pháp chân nhuận phước lắng lên. Hương linh nhẹ gót chân nhu về tìm đồng. Siêu hiếu cần Phật đại. Hương bật nề A Di Đà Phật vô thường. Các châu văn cựu Phật liên bang lòng nguyện vàng Tây Phương Nam Mô Thiện Nhân Đạo Cha ơi, một ngày mất cha cha tôi lìa căn nhà này, cha đi vào lòng đất sâu, con ngậm ngùi không cha nhìn cha, con ngậm ngùi nhìn bóng cha đi, đôi dòng lệ tuôn mãi không ngơi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con để đời con chọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con chọn đời con không còn thấy cha. Cha tôi nhìn tôi dài khờ. Cha ơi, từng ngày mất cha, con dại khờ giống như trẻ thơ. Con dại khờ nhìn áng mây trôi, con gọi thầm chẳng thấy cha đâu. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha bỏ con để đời con chọn kiếp mơ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, chọn đời con không còn thấy cha. Bỗng một ngày khăn tang sầu heo hắt. Khăn tang che dấu mặt người. Cha ơi, giọt lệ ướt mi, con ngồi nhìn lá rơi mùa thu. Con chẳng còn những tiếng ru xưa, nay chỉ còn vành trắng khăn tang. Cha ơi, cha bỏ
bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Oh.